Với những anh em đá bóng phủi thì thể lực luôn là một trở ngại rất lớn, bởi chúng ta không tập thể lực một cách thường xuyên và bài bản. Vậy nên những thực phẩm bổ sung luôn là điều không thể thiếu được để giúp chúng ta có được một thể trạng tốt nhất trước khi bước ra sân. Và ngày hôm nay, Cán Chris xin được giới thiệu tới các bạn một bộ sản phẩm bổ sung đạt tiêu chuẩn vận động viên, được rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng trên thế giới sử dụng, từ OT Sports. Bộ sản phẩm này thì có rất nhiều loại để các bạn có thể sử dụng trước, trong và sau trận đấu. Ở đây có Energy Gels, có viên sủi Hydro Tab, có hai loại bánh năng lượng Anytime Bars và Dual Bars. Trong đó, hai loại sản phẩm mà Cán Chris ưa dùng nhất đó là Energy Gels và viên sủi Hydro Tab. Energy Gels là loại sản phẩm mà mình sẽ sử dụng trước trận đấu để có một nguồn năng lượng dồi dào và nhanh chóng. Sản phẩm dạng gel hòa tan như là nước nên là hấp thụ rất là nhanh và đặc biệt không gây cảm giác bị đầy bụng. Ngoài ra thì sản phẩm này được chiết xuất từ các hương liệu trái cây tự nhiên nên có rất là nhiều những cái vị mà các bạn có thể tùy thích sử dụng. Cán Chris thì ưa dùng vị táo. Nào, mời các bạn dùng thử nhá. Quá đã. Và để giảm tải tối đa tình trạng mệt mỏi, căng cơ cũng như là đuối sức ở trong trận đấu thì mình sử dụng Hydro Tab. Viên sủi này sẽ giúp tăng chuyển hóa năng lượng, khiến cơ thể bền bỉ và dẻo dai hơn. Ngoài ra còn giúp duy trì sự tập trung, một điều rất quan trọng trong các trận đấu. Chỉ cần một viên Hydro Tab thôi là đủ cho thể lực sung mãn đến cuối trận đấu. Bộ sản phẩm OTE Sports rất đa dạng và các bạn có thể lựa chọn sử dụng tùy theo mục đích của mình hay là tùy theo sở thích. Nhưng có một điều Cán Chris chắc chắn rằng, dù lựa chọn sử dụng sản phẩm nào đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng.